Chị thông báo cho tất cả các em, trên tay chị đang là một tổ yến thơ. Chắc hẳn là các em còn nhớ tổ yến này đúng không nào? Bởi vì mới hôm qua thôi, chị đã lấy nó từ nhà nuôi yến của công ty Yến Việt. Và bây giờ chị đang có mặt tại nhà máy chế biến yến xào Phan Rang của công ty Yến Việt luôn. Và chị sẽ dẫn các em đi tham quan nhà máy để xem quy trình chế biến từ một tổ yến thơ ra sản phẩm như thế nào nhá. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Trước khi vào nhà máy thì chị cần phải rửa tay sạch sẽ và mặc đồ bảo hộ. Như các em có thể nhìn thấy thì một tổ yến như thế này có rất là nhiều lông luôn. Cho nên chị nghĩ công đoạn đầu tiên để xử lý tổ yến đó chính là làm sạch. Bây giờ thì chị sẽ vào khu vực làm sạch nhé. Wow, chỗ này thì có các cô công nhân đang ngồi nhặt tổ yến đấy em. Đây là nhặt lông yến để làm sạch đấy. Chị ơi, mình làm sạch cái này bằng gì hả chị? Mình làm sạch bằng gì? Bằng nước thôi ạ. Chỉ có nước thôi hả? Yến thì sẽ chỉ được làm sạch bằng nước thôi nhá các em. Không có bất kỳ một cái hóa chất nào vào cả. Mình sẽ ngâm nước bao nhiêu lâu sau đó mới làm sạch hả chị? 2 tiếng. Phải ngâm nước 2 tiếng. Lúc đầu thì chị dự định là sẽ vào đây và làm sạch tổ yến của chị, nhưng mà mất 2 tiếng đồng hồ, sau đó ngồi nhặt nữa. À chị, nếu mà cái tổ yến của em thì nhặt bao nhiêu lâu mới xong? 15 phút là nhặt xong rồi. Công nhận các chị ấy nhặt nhanh ghê. À, chỗ này chị sẽ mở cho các em xem. Tudu, có quá trời tổ yến luôn. Chỗ này chắc phải mấy chục kg đấy nhỉ các em nhỉ. Đây là tổ yến mà hôm qua người ta đã thu hoạch ở nhà yến đấy. Người ta chuyển đến đây để cho các chị làm sạch. Yến sau khi được ngâm một khoảng thời gian là 2 tiếng bằng nước thì sẽ được đem ra và nhặt sạch lông như thế này. Wow, các em thấy chưa? Chỗ này đã trắng xóa đó mà. Chị thì không nhìn thấy một cái lông nào nữa, nhưng mà các cô chú ở đây vẫn có thể nhìn thấy. Công nhận giỏi thật. Chị vừa mới hỏi các chị ấy là tại sao ở đây lại có đến 2-3 bát nước. Thì hóa ra chỗ này thì người ta sẽ bỏ đi bởi vì toàn là lông không. Còn chỗ này thì có lẫn tổ yến, người ta sẽ phải làm sạch thêm một lần nữa. Rất là kỹ lưỡng và sạch sẽ luôn các em à. Nếu mà chị làm thì chắc là chị không làm được sạch như vậy đâu, tại vì chị không có tính kiên nhẫn. Công nhận các cô ở đây giỏi thật luôn á. Và phải mắt tinh nữa. Nếu mà bạn nào mắt không tinh, mắt kém như chị ý, thì vào đây cũng sẽ không nhặt được đâu. Đó, các em có thấy không? Những sợi lông bé tí thôi mà các chị ấy cũng có thể nhìn thấy. Và nhìn thấy rất nhanh luôn. Không ngờ là để làm sạch tổ yến phải tỉ mỉ đến như vậy. Thực ra thì nhìn mấy chị nhặt yến như thế này thì chị cảm thấy rất là nghiền. Nhưng mà chị biết rằng là sẽ rất là mỏi lưng, mỏi tay luôn. Bởi vì ngồi cả ngày như thế này mà. Tổ yến được làm sạch đến nỗi không còn một hạt bụi luôn đấy các em. Sau khi làm sạch sẽ rồi thì sẽ chuyển qua một giai đoạn này nữa. Đây, giai đoạn này thì các chị ấy sẽ nhặt những cái tổ yến vừa được nhặt sạch cho vào trong một cái khuôn. Cái khuôn này thì cũng khá là giống với là một tổ yến. Theo như chị biết thì mỗi khuôn như thế này sẽ nặng 10 gram. Không phải là 10 gram khi nó đang ướt như thế này đâu, mà sau khi nó được sấy khô nó sẽ nặng 10 gram đấy. Yến cũng được xếp rất là cẩn thận, từng sợi một, khá tỉ mỉ em ạ. Chị xếp một khuôn như thế này lâu không chị? 3 phút thôi hả? Nhanh đấy. Nếu mà là chị thì chắc chị sẽ xếp trong khoảng thời gian 30 phút mất.
chị vừa mới xin thử một chị cho chị nhặt tổ yến thử một lúc xem là nó có vui hay không. Wow, đây là một sợi lông yến này các em. Wow, cái này cũng có rất là nhiều lông. Ôi nha. Lại một sợi lông nữa. Nãy đến giờ thì chị đã nhặt được 3 sợi lông rồi. Thêm một sợi lông nữa nè. Mới nhặt được khoảng 3 phút thôi mà chị mờ mắt chảy hết cả nước mắt rồi Kim. Với tốc độ nhặt yến như rùa bò như thế này thì chắc là phải 1 tuần sau chị mới nhặt được cái đĩa này mất. Nãy đến giờ chị nhặt được khoảng 10 sợi, trong khi đó các chị ở hai bên đây đã nhặt được khoảng 100 sợi rồi. Các chị cứ nhặt như thế này. Công việc nhặt yến này đúng thật là mệt mỏi luôn. Chị sẽ không nhặt nữa, chị sẽ đi làm cái khác. Ngoài tổ yến nhặt lông, còn có một loại tổ yến nữa là tổ yến rút lông, tức là còn nguyên tổ yến, chỉ cho nhíp vào và rút lông ra. Loại này là loại cao cấp, để có được một tổ yến sạch cần phải rất tỉ mỉ, nâng niu và khó nhọc. Ta-da! Yến sau khi nhặt xong thì sẽ trắng sạch như thế này. Nhưng mà tất nhiên, đây không phải là do chị nhặt rồi, mà đây là thành quả của 6 chị trong khoảng thời gian là 2-3 tiếng đồng hồ. Các em thấy chưa? Yến trắng tinh rất là đẹp luôn. Nhìn thôi là chị muốn ăn rồi. Đã quá đi. Yến tổ thì sau khi được sấy xong là người ta có thể đem bán rồi. Nhưng mà đối với hũ yến trưng thì cần phải trải qua một giai đoạn chế biến nữa. Bây giờ thì chị sẽ vào khu vực đấy để xem như thế nào. Trước khi vào khu vực này thì chúng ta cần phải đi ủng nè. Sau đó khử trùng tay nè, đeo găng tay. Lần trước chị đã có dịp vào thăm nhà máy sữa rồi, cho nên lần này chị không còn bất ngờ với hệ thống máy móc ở đây nữa. Đây chắc hẳn là một chiếc bồn đựng yến này. Bên trong nó có thể người ta sẽ pha chế thêm nhiều nguyên liệu khác để cho yến Việt được thơm ngon hơn. Còn đây là những cái hũ để đựng yến. Người ta sẽ cho nó lên một dây chuyền và nó sẽ đi đến đâu đây ta? À, đây rồi, nó sẽ được đưa lên một cái máy để rửa sạch. Nước được xịt vào bên trong, sau đó lại được đưa ra ngoài và dẫn vào một cái máy khác để sấy khô cũng như là khử trùng. Còn đây là quy trình người ta bơm yến trưng vào trong hũ. Chị rất là thích xem công đoạn này luôn bởi vì trông nó thực sự đã mắt. Những hũ yến cứ tuần tự nối tiếp nhau giống như một đoàn tàu rất dài bất tận. Quy trình này là một quy trình khép kín và cực kỳ chính xác, không hề có một hũ nào được rót nhiều hơn hay ít hơn cả. Tiếp theo, những chiếc hũ này sẽ được đóng nắp lại. Việc đóng nắp này trông cũng rất thú vị, nhất là lúc chị nhìn thấy cảnh những chiếc máy này vận chuyển những cái nắp lên trên để nạp vào trong máy. Nó làm cho chị liên tưởng đến trò chơi nạp xu ở các khu vui chơi hay là những chiếc máy bán hàng tự động vậy. Tới đây là gần xong rồi, người ta sẽ đưa nó ra ngoài và cho vào trong một cái máy khổng lồ nữa. Cái máy này thực sự rất nặng, chị đã rất là vất vả mới có thể mở cửa được ra. Bên trong sẽ là những khay yến trưng được hấp thanh trùng lần cuối để đảm bảo sản phẩm được an toàn tuyệt đối với người sử dụng. Vừa rồi thì chị đã được tham quan quy trình chế biến yến tổ và yến hũ của công ty Yến Việt. Ngoài ra, công ty Yến Việt còn có sản phẩm cháo nữa, cho nên bây giờ chị sẽ đến nhà máy chế biến cháo để tham quan luôn. Hiện tại thì chị đang có mặt tại nhà máy sản xuất cháo của công ty Yến Việt. Nếu như nhà máy sản xuất yến trưng ở Phan Rang thì nhà máy sản xuất cháo ở rất là xa, đó chính là ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã phải đi một đoạn đường rất là dài luôn. Như các em cũng đã nhìn thấy ở đằng sau lưng chị là một kho cháo có rất là nhiều cháo đúng không nào? Để sản xuất ra được một khối lượng cháo như thế này thì người ta đã phải cần rất là nhiều máy móc. Bây giờ thì chị sẽ cho các em đi tham quan hệ thống máy móc hiện tại của công ty Yến Việt nhé. Wow,
Kho hàng này có nhiều cháo quá đi. Đi một hồi mà chị đã hoa hết cả mắt. Cũng có rất là nhiều loại cháo khác nhau nữa, như là cháo gà này, cháo chay này và cháo đậu xanh. Khi mà bước vào bên trong, chị mới phát hiện ra, hóa ra cháo gói cũng được làm từ gạo. Nhưng mà người ta không nấu cháo lên như bình thường mà chúng ta vẫn hay nấu đâu. Họ sẽ cho gạo trong một cái máy với nhiệt độ cao để hạt gạo bung ra thành những sợi dài như thế này. Nó rất là giống với quy trình nổ bọng mà ngày xưa chị hay ăn đấy. Nhưng mà ngày nay chị không còn thấy nó phổ biến nữa. Những sợi cháo sau khi nổ ra sẽ được cắt khúc ra và dồn lại như thế này. Sau đó nó được vận chuyển lên một cái máy nghiền. Từ chiếc máy này sẽ nghiền vụn ra thành những hạt cháo. Điều đặc biệt là cháo này đã chín các em nhé. Chúng ta chỉ cần bỏ vào tô, đổ nước sôi vào là có thể ăn được đấy. Rất đơn giản nhưng mà cũng rất là thú vị đúng không? Tuy nhiên nếu mà chỉ như vậy thôi thì không thể nào ngon được, mà cần phải có thêm gia vị đi kèm nữa. Chị đã đến khu vực người ta đóng gói gia vị. Thật đáng tiếc là chị không biết khu vực pha chế gia vị ở đâu. Mà cũng đúng thôi, đây là công thức bí mật đặc biệt của người ta mà. Nếu để chị biết thì còn gì gọi là công thức bí mật nữa. Trong gói bột nêm này không có bột ngọt mà có toàn bột thịt, hạt thịt, chiết xuất nấm men, vừa tự nhiên vừa bổ dưỡng. Mà phải công nhận là những loại muối này rất ngon. Nó mà đem đi chấm trái cây thì đúng là ngon tuyệt cú mèo luôn. Còn phía bên này là một thứ rất giá trị. Có thể nói thứ này là thứ đáng giá nhất của gói cháo luôn. Nó chính là yến sấy thăng hoa. Nghe tên thôi cũng rất là oách rồi đúng không các em? Đúng như tên gọi của nó, nó là yến thật được sấy theo công nghệ thăng hoa. Mà khi sử dụng chỉ cần hòa với nước nóng là có thể ăn được. Cực kỳ tiện lợi và cũng không kém phần bổ dưỡng nữa. Ở đây thì người ta đang sản xuất cháo Net IQ. Tiếc là chị không được xem quy trình sản xuất Net Grow. Trong Net Grow, tinh túy sẽ là gói vi chất vì nó được đặc chế dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, được nghiên cứu độc quyền bởi Bộ Y học ứng dụng. Những người gầy như anh Tiểu Thúy thì nên ăn thật nhiều nè. Ở đây sẽ có các chị công nhân ngồi bỏ những gói yến và gói gia vị vào trong khay tròn. Chị tin chắc rằng thi thoảng sẽ có một chị nào đó bỏ nhầm hai gói gia vị vào trong một khay. Vì từ bé đến giờ, khi ăn mì gói hay cháo gói, chị đã có nhiều lần thấy dư một gói gia vị trong đó. Nếu dư thì chị sẽ đem đi chấm trái cây ngay. Còn cháo sẽ được đổ vào cái khay hình vuông. Sau cùng tuần nó sẽ được đổ vào các gói cháo đang chờ sẵn nữa. Và cũng được đóng gói lại kín như bưng, tạo thành một dây cháo siêu dài. Có một chị sẽ đón ở đây và bỏ vào trong hộp. Nhưng mà như thế vẫn chưa xong đâu. Những chiếc hộp này cần phải dán băng keo lại thì mới đem đi bán được. Tới lúc này chị nhận ra công việc này khá là phức tạp, nên chị đã xung phong giúp đỡ các anh chị công nhân ở đây một khâu. Đúng là cần một đôi bàn tay thật khéo léo, một sự phối hợp thật ăn ý, nhịp nhàng thì mới có thể làm được thuần thục công đoạn này. Các em có nghĩ như chị không? Sau một hồi miệt mài làm việc thì cuối cùng chị cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Đó chính là một thùng cháo Net IQ cho chị và một thùng Net Grow cho anh Tiểu Thúi. Còn bây giờ, video của chị đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video sau.